Hôm nay 8 tháng 6, ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022-2023 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thí sinh thi môn toán vào buổi sáng và môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2022, thí sinh thi 3 môn, trong đó môn văn và toán thi theo hình thức thi tự luận, môn tiếng Anh thi trắc nghiệm. Kết thúc 2 ngày thi, hầu hết các thí sinh đều thấy thoải mái vì nội dung đề thi nằm trong chương trình đã được ôn tập, phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh. Với môn văn, nhiều thí sinh tâm đắc với phần làm văn bàn về ý nghĩa của ước mơ đối với mỗi người, cảm nhận về vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước trong trích đoạn bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Với môn toán, theo nhiều thí sinh, hơn 80% nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 9 ở học kỳ 2, nên không quá khó để đạt được điểm khá giỏi. Môn ngoại ngữ, ngoài phần thi đọc hiểu và viết bài luận, đề thi có thêm phần nghe, tuy nhiên cũng không quá khó với các thí sinh. Đề dễ phù hợp với khả năng của mọi người. Em nghĩ là các bạn sẽ được điểm tương đối cao. Sau 2 ngày thi thì em thấy đề thi nó phù hợp với năng lực của em và em làm bài cũng khá là tốt. Thì đề thi năm nay khá phù hợp với khả năng của em sau một kỳ học online đầy vất vả. Trong thời gian qua thì chúng em học online, mặc dù là học online thì hơi vất vả nhưng mà thật sự là những cái kiến thức đó chúng em đã áp dụng được vào cái buổi thi ngày hôm nay. Những cái đoạn đề thi này là em đã được ôn tập trước ở nhà rồi, nên là em đã thuần thuộc nhuần nhuyễn hết rồi. Thì đề thi lần này em không gặp bất kỳ khó khăn gì hết. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, vắng không lý do ở môn văn có 112 thí sinh, môn toán có 123 thí sinh, môn tiếng Anh có 137 thí sinh. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh không có trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Năm học 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh là 11.725 học sinh. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn là 370 học sinh. Ngày mai 9 tháng 6, gần 1.000 học sinh đăng ký thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên.